hướng dẫn cách chăm sóc vú sữa tém Mica nhanh phát triển ở tại vùng đất Bảo Lộc, Lâm Đồng. Chào quý bà con, chúng ta là Hồng Anh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm, một trong những đơn vị chuyên sản xuất và cung cấp cây giống ăn trái có giá trị kinh tế cao, và vú sữa tém Mica là một trong những loại như vậy. Ở trên hành trình, Willow Farm hỗ trợ tận vườn cho quý bà con chúng ta về kỹ thuật trồng trọt để giúp cho vườn quý bà con chúng ta sinh trưởng phát triển tốt và sớm ngày đơm hoa kết quả. Thì ngày hôm nay sau một tháng trồng vú sữa tém Mica tại vùng đất Bảo Lộc, Lâm Đồng, thì quanh cũng có lên một cái video đã trồng vú sữa tém Mica rồi đó, quý bà con chúng ta có thể xem là trên kênh. Và ngày hôm nay quay trở lại thì mặc dù là thiên tai không có ưu ái cái loạt vú sữa tím Mica là ngày trồng xuống, do là bà con cũng biết ở vùng Bảo Lộc hôm trước chúng ta có một cái trận sạt lở núi do là mưa nhiều ngày và nó làm lỏng cái chân đất thì cũng gây ra những cái hậu quả vô cùng đáng tiếc. Thì ở cái vùng đất này thì cây vú sữa tím Mica của chúng ta cũng bị ảnh hưởng là nó bị ngập nồi cục bộ trong vòng 2 tới 3 ngày, mặc dù đất của chúng ta nó có độ dốc nhưng mà xung quanh toàn là nước không thôi, mưa nước ở những nơi khác dồn về rồi nước ở trên trời ông trút xuống nữa, nên thành ra là cái ổ ẩm độ ở cái khu vực đang trồng vú sữa tím Mica này rất là cao. Và trong khi cây vú sữa tím Mica của chúng ta mới trồng xuống có một tháng thôi, tuy nhiên trong video quý bà con chúng ta có thể thấy mặc dù tình huống khó khăn như thế, thử thách lớn lao như thế, nhưng cây vú sữa tím Mica chúng ta vẫn tiếp tục sinh trưởng phát triển mạnh. Ủa anh Hùng, bươi cây gốc gì ra vậy? Anh kiểm tra coi là cái cây của mình cái sự phát triển này như thế nào. Thì khi mình anh mới bươi chút xíu này, thấy là cái bộ rễ cây chúng ta nó đang phát triển rất là mạnh. Nói chung là tứ diện đều là nó ra đâm ra những cái chồi rễ như thế này, rất là mạnh. Ở bên trên thì cái tự của mình nó đang ra như thế này. Nó bóng chồi dưới đây luôn hả? Nó bật chồi này nè. Kiểu nãy anh gọi là gì, nhú không phải đâm gì? Lứt cục gạo ha. Cục gạo. Như cái phần bên này nè, cái chồi tược bên này nữa sẽ nó lớn lên, nó sẽ xây được cái tàn cho cái phần ở bên này. Cho nó tròn cái tàn. Tròn cái tàn. Đây bà con thấy ở trong cái nách này, cái vú sữa tím Mica khỏe mạnh là nó cũng bực cái chồi ra luôn. Nhưng mà bà con biết không, vườn này đã phun một cử siêu amino sinh học kết hợp với siêu vật đọt và định kỳ tưới cái thằng bộ siêu dưỡng cây khoảng 15 ngày tưới xong cái mưa luôn, nên giờ đến không thế giờ đó là mới tưới con lần thôi đó. Mà cây vú sữa tím Mica của chúng ta dĩ nhiên là nhờ cây giống giao đến, là cây giống rất là khỏe, anh dưỡng rất là lâu cho anh chủ đầu tư ở vườn này. Và cái thứ hai nữa là gì, là cây vú sữa tím Mica chúng ta có một cái sức sinh trưởng phát triển rất là mạnh, mà con nó vượt qua mọi cái thử thách rất là tốt, nên dù thời tiết có khắc nghiệt cỡ nào thì bạn vẫn phát triển một cách mạnh mẽ. Lần trước nguyên cái khu vực này là trồng 500 cây vú sữa tím Mica bà con, và chết hình như có 10 mấy cây thôi. Thì Hoàng Anh cũng đã có gửi kèm, gọi là gửi mà gọi là sao ta, anh chủ đầu tư thì ảnh rất là giàu, anh không nhắm chịu nhận đâu, nhưng mà kiểu như là Hoàng Anh xuất phát từ cái tấm lòng em út của mình cũng như là rất là thương cây, nên là đã có bổ sung vào là 20 cây để mà thay thế những cái cây mà coi như là nó yếu đuối, không vượt qua được cơn bão giông á, thì thay thế luôn. Thì 500 cây mà trong cái đợt ngập cục bộ hôm trước là tới 2-3 ngày mà chỉ có bị nhưng mà hao có khoảng 10 mấy cây, thì anh thấy cũng rất là tốt rồi bà con. Và anh thấy loạt vú sữa này cây phát triển khá là ok ha. Nhiều quý bà con chúng ta hỏi vùng đất Bảo Lộc này, thì Lâm Đồng này nói riêng và những cái vùng đất ở Lâm Đồng nói chung, thì chúng ta trồng được những loại cây gì mà dễ trồng? Mục tiêu của vườn này là vừa thu hoạch trái để làm kinh tế cao và giới thiệu cho anh em bà con bốn bể năm châu và đặc biệt là khách quốc tế của gia đình về cái loại, những cái loại trái cây rất là ngon của Việt Nam, dồi dào dinh dưỡng, dễ ăn. Tức là người nước ngoài người ta không thích mùi lắm mà con, thì vú sữa tím Mica hoặc là cây măng cụt bên kia thì rất là giàu dinh dưỡng và rất là dễ ăn, không có mùi quá nặng. Và cái thứ hai nữa là anh muốn tạo cái bóng mát, bóng râm. Cái vú sữa thì thật sự ra bóng râm nó quá đẹp anh Hùng ha. Quá trời dễ thương, nhìn vô cây vú sữa và cây măng cụt thì coi như một cái nguồn năng lượng an yên nó trào về, rất là bình an khi mà chúng ta ở trong cái môi trường như vậy. Nên là khi mà trồng những cái lứa vú sữa tím Mica này xuống ở trên đất Bảo Lộc, thì anh nhắm mắt và tưởng tượng rằng khi mà những cây ở đây nó lớn lên và nó cho những khoe sắc tím đầu tiên thì thật sự rất là đẹp và rất là đáng để chúng ta đến đây và tham quan cái vườn, cái farm này nha bà con nha. Chưa tiết kiệm tiện tiết để tiết lộ cái tên và vị trí của farm, khi mà được sự đồng ý của gia đình phía quý chủ đầu tư thì anh sẽ tiết lộ cho quý bà con chúng ta sau trong những video tiếp theo nhé. Theo anh Hùng thì về mặt kỹ thuật thì anh Hùng đánh giá như thế nào? Theo anh thì cái đánh giá cái mà cái cây vú sữa Mica ở trên đất Lâm Đồng này thì nó sự phát triển nó rất là tốt, tức là cộng sinh với đất khá là tốt, đất cộng sinh với đất khá là tốt, cây nó phát triển rất là mạnh. Thì khi mà sớm anh vào thì anh đã đi xem, đi kiểm tra rồi,
Dạ. Thì cái sự phát triển của cây phát triển là rất là đồng đều, rất là đồng đều, không có bị tụt lại sau là không có bị bị cây yếu nhiều phải không? Không bị cây nói yếu. Chung là tỷ lệ mình ở trên đây là nó đạt gần trên 90%. Ống nước là anh đi rất là sình sò nha bà con nha. Đây thì mình cũng qua đây mình kiểm tra xem thêm một phần nữa. Chà, nó có trái luôn anh không? Nó có trái luôn rồi con nè. Cái nhí. Thì khi bà con thấy cái phần đọt mà ở trên nó ra thì ở dưới này thì cái cây của nó cũng của chúng ta nó cũng sẽ ra rễ luôn. Bà con có để ý không? Mò chút xíu là tới cái rễ rồi. Đây là bà con thấy đó, cái bầu chúng ta là trồng lúc nào cũng nổi như thế này. Khi chúng ta moi một hai dấu là chúng ta thấy rễ nó ra. Hai phân xuống là thấy rễ. Đây bà con thấy là rễ nó ra rất là nhiều. Thấy không anh nghe? Trắng mập. Trắng mập như con giá luôn à. Trắng như giá. Đây bà con thấy cây phát triển rất là tốt luôn nha bà con nha. Bà con này đẹp hành manh Hoàng Anh. Nhiều khi nhiều bà con hỏi Hoàng Anh nè, cái lớp nhựa này là chúng ta cắt hay là chúng ta làm sao? Thì Hoàng Anh nói là ra ngoài môi trường nó tự hủy à. Này là nó đứt ra rồi luôn á. Này ra rễ luôn nè. Nè cái này là ở trên nó phần ở trên cái phần dắp mí nó cũng ra rễ nè. Còn cái phần bo chúng ta khi ta ghép về cắt thì nó cũng đang nhú rễ ra. Cây phát triển rất là mạnh. À, này bà con thấy nè. Để nè, để trên này nó ra luôn ngay chỗ cái mí nói. Mí nói rất là mạnh. Đây, nó lắp lại. Cây trồng theo kỹ thuật của Willow Farm ngay từ đầu nha quý bà con chúng ta nha. Nhưng mà hệ thống ống nước này và ống nhỏ nó vẫn chưa chôn, anh thả cái máy xuống không biết. Này đang đi trồi mới rất là mạnh. Cây này hôm bữa bị ngập dữ à, bà con quan sát xung quanh nè. Trũng. Trũng nè, vùng này vùng trũng nha. Cây này hôm bữa bị ngập dữ luôn á. Uống sữa tím Mika nhà Willow Farm. Cây bún trời quá trời quá đất luôn. Dĩ nhiên là những cái cành này nè bà con, nữa sau này khi mà cây phía trên nó đủ lá thì bà con chúng ta sẽ vén từ từ nha. Còn hiện tại bây giờ là cây rất cần lá để quang hợp, cây tơ mới có 1 tháng mà. Bà con chúng ta giữ lại giúp chùm Hoàng Anh nha. Rồi khi mà cây nó nhiều, bung tàn lên nhiều rồi thì bà con chúng ta bắt đầu tiến hành cắt vén bỏ để chúng ta tưới phân đồ vô này kia vô đây. Hệ thống chăm phân tự động thì bà con chúng ta khi nó quay đó, thì nó quay đây mà nó bị vướng những cái cành nó dưới nhiều quá thì nó không có quăng qua cái phía còn lại được. Bà con chúng ta có thể là vén, sẽ phải cắt bớt từ từ nhé. Rễ này nó ăn nổi lên luôn. Rễ ăn nổi luôn anh. Trời quá trời rễ luôn. Để trắng tươi nè. Quan trọng là gì? Quan trọng là khi mà chúng ta trồng cái vú sữa tím Mika, có một số đơn vị người ta bảo là đừng có cắt tỉa cành chỉ nó bự lên hay cắt, nhưng mà anh quan sát về cái tâm sinh lý của cây vú sữa tím Mika thì bạn này chúng ta cũng cần phải tạo tàn thông tán tròn để mà cây tối đa hóa được cái phần năng suất. Nên từ hồi nhỏ nếu mà coi chúng ta không có quản lý là cái riêng chẳng hạn như cái cây này là nó phát triển một cái nhánh này phát triển ào lên và nó chỉ cái chia quay qua phía bên này đi anh nghe sợ anh không thấy này. Đây, nó phát triển ào cái nhánh này lên và nó chia có hai bên quạt dạt như nè. Nó sẽ bị lép tàn cái phía camera đang quay vô và phát gọi là hẹp tàn ở cái phía sau. Nhưng mà con chúng ta cần phải là cắt tỉa cành, quản lý cành cho nó đúng thời điểm nha. Quanh dùng từ đúng thời điểm để làm gì? Để cho cái phần cây vú sữa tím Mika của chúng ta suy tàn thiệt là đều. Hoàng Anh khi mà quay trở lại đây, Hoàng Anh cũng khá là mừng. Tại vì khi nghe anh điện thoại thì anh nói có một số cây nó cũng yếu. Thì nãy giờ Hoàng Anh quan sát thì số cây nó không đáng kể. Thì cũng cây nào yếu quá thì mình sẽ thay. Còn cây nào mà hơi yếu yếu thì chúng ta sẽ bồi dưỡng nó bằng bộ siêu phục hồi. Còn đối với cái việc chăm sóc vườn vú sữa tím Mika này, tiếp theo thì cứ định kỳ. Đây là một tháng đầu tiên thôi, bà con chúng ta định kỳ vẫn tiếp tục là lộ trình 7-10 ngày một lần là bộ siêu dưỡng cây. Tưới dưới gốc, tức là một can siêu dưỡng cây 5 lít cộng với hai gói humic Hoa Kỳ, hai gói Trico humic cộng với 2000 lít nước. Một gốc như thế này chúng ta phải tưới 3 lít rồi. 2 tới 3 lít rồi, tại vì mình để rễ nó ra mồi ra rồi. Khi chúng ta tưới thì chúng ta mồi ra bên ngoài chút xíu để cho rễ nó ăn ra ha bà con ha. Còn ở phía trên chúng ta sẽ phun siêu amino sinh học kết hợp với lại siêu vọt đọt, mỗi cái 1cc cộng với 1 lít nước và chúng ta phun toàn bộ từ trên xuống dưới luôn, ướt toàn bộ luôn. Để đánh thức những cái mầm chờ ngủ, và nhờ có phun siêu amino nên những cái mầm ngủ, những cái cơ đọt ngủ này nó mới giống là nó sinh trưởng, nó đỏ ẩn đỏ lên và nó nhú cái lồi chồi của mình ra, mà con thấy không ạ? Thì chúng ta phải định kỳ 7 ngày phun ở trên và 7 ngày phun ở trên và tưới ở dưới, 7 tới 10 ngày là một lần. Và tới tháng thứ 2 thì mỗi cây vú sữa tím Mika thời điểm tháng thứ 2 bà con chúng ta
rải giúp chị Hoàng Anh là 100g hắc kim nano để giúp cho cây vú sữa chúng ta phát triển thật là mạnh bà con nhé. Và từ thời điểm tháng thứ 2 trở đi thì 15 ngày bà con chúng ta mới tưới bộ siêu dưỡng cây một lần. Còn nếu quý bà con chúng ta muốn cho cây sinh trưởng phát triển mạnh thì thay vì 15 ngày chúng ta mới phun cái thằng siêu vật độc và siêu amino một lần thì bà con chúng ta cứ 7 ngày chúng ta phun một lần, giống như lúc giai đoạn từ 1 tới 2 tháng tuổi giúp dùm Hoàng Anh nhé. Như vậy thì cái lá mở ra nó sẽ xanh, dày, bóng, to, cành thì mập mạp, và đặc biệt những cái mầm nào đang ngủ là nó tát qua tát lại hoặc nó hung môi xa vô cho thức dậy luôn. Nên là điều này rất là quan trọng cho giúp cho cái dùng cây vú sữa tím mica chúng ta phát triển thật là mạnh, bà con chúng ta lưu ý việc này nha. Và tác nhân gây hại trên vú sữa tím mica như nấm khuẩn thì cũng khá là ít, nhưng mà con bọ cánh cứng á với con nhện á là nhiều. Thì con bọ cánh cứng thường thường nó sẽ hay xuất hiện vào buổi chiều, thì bà con chúng ta có thể, chúng ta đừng có dùng phương pháp bắt bà con hơi khó lắm, chúng ta có thể sử dụng một ít thuốc chuyên trị cho bọ cánh cứng, và chúng ta khi thấy mà nó nhú cái độc non như thế này thì chúng ta kết hợp cái thuốc bọ cánh cứng đó kết hợp với cộng với siêu amino, hoặc có thể phun siêu amino trước và sau đó chúng ta phun thuốc bọ cánh cứng sau cũng được. Thì siêu amino nó sẽ góp phần làm mở cái lỗ hổng và dẫn cái thuốc sâu vào bên trong và lưu lại cái tác dụng của thuốc sâu lâu hơn, bền hơn, hiệu lực kéo dài hơn, để giúp cho cái thằng bọ cánh cứng nó cắn xa cái độc non của mình. Còn bọ cánh cứng nó sẽ rất là vô hại với những cái lá già như thế này, nên chúng ta chỉ cần lưu ý lúc mà cái cơ độc non của vú sữa tím mica ra thôi quý bà con nhé. Rồi, chúng ta cùng đi thông qua những cây khác nha. Anh Hùng có góp ý gì thêm không anh Hùng? Thì cái phần ý kiến của anh á, thì cái trên vườn mình á thì có một số vấn đề là về cái phần quản lý cái con nhện đỏ trong cái giai đoạn mà cái cây của mình nó ra đọt á. Dạ. Thì cũng chưa được chặt ra, chưa kỹ, chưa sẽ chặt lắm. Thì cũng có một cái số ra trước thì nó cũng bị con nhện đỏ nó ăn. Đây, anh đó, là cái mẫu lá khi mà nhện đỏ ăn thì cái cây chúng ta là nó ra cái lá nó vàng như vậy. Tại vì cái nhện đỏ nó sẽ hút hết những cái tế bào dịch lục của lá và dinh dưỡng của lá đi. Dạ. Nó để lại cái hiện trạng cái lá của mình nó như thế này. Thì bà con lưu ý, tức là cái lá nó sẽ bị vàng khè vậy phải không anh? Nó vàng, nó không có, nó không có độ bóng, tức là nó cũng không lớn luôn. Bà con chúng ta lưu ý nha, cái lưới nhện nó còn đu đưa quanh đây nè. Thực sự ra là gia đình thì cũng có cái lịch trình chăm sóc rất là cụ thể và khoa học, có plan rõ ràng luôn bà con. Tại vì ông anh chủ đầu tư của mảnh vườn này, thật sự ra ảnh là một cái người mà Hoàng Anh rất là ngưỡng mộ luôn. Kế hoạch làm việc rất rõ ràng, rất chi tiết, chính xác từ cm 1, và Hoàng Anh phải học cái điều đó bà con. Tại vì nhiều khi mình gọi là mình hề xòa quá, mình hề kiểu như mình không có chi tiết, thì Hoàng Anh học được ở anh cái chỗ là rất là chi tiết và rất là chỉnh chu, nên kế hoạch bà con thể nhìn thấy hồi chút xíu nó ngành ra phía sau anh, nhờ anh Nghi quay nguyên cái đoạn đường cái cây hả, là nhìn thẳng tắp luôn, không có chà chọt đi đâu hết, chỉ cho dung sai là 5cm thôi. Căng dây đàn, căng rất là căng bà con nha, căng dây thẳng ra và định vị rất là tuyệt vời nữa. Sau này chúng ta sẽ tạo thành một cái pha mà nhìn đâu là cũng gọi là nhìn một cây ở đằng trước là không thấy cái cây ở phía sau, là rất là tuyệt vời luôn. Nên là cái vụ mà nhện này là bà con biết sao không, là do là mưa nhiều quá rồi á, chưa kịp xịt thì bắt đầu cái ổng mưa tới nữa rồi. Nhưng mà đồng hành có thể bấm cho quý bà con chúng ta một cái giải pháp, một cái mẹo như thế này. Nếu mà con thấy mưa mà tới cái cử mà đọt nó ra rồi mà thấy mưa nhiều khi thuốc sâu cái sự bấm dính của nó yếu, thì bà con chúng ta có thể lấy thuốc sâu pha chung với lại siêu amino sinh học giúp điều hành anh nha. Thuốc sâu pha chung với siêu amino sinh học và pha chung với siêu vật độc luôn. Hai sản phẩm siêu vật độc và siêu amino sinh học đều có chất bấm dính, nó sẽ góp phần gọi là hỗ trợ phần thẩm thấu của thuốc sâu vào trong lá, và sau đó tăng cường hiệu lực kéo dài cho cái thuốc sâu bảo vệ cái cây của chúng ta hiệu quả hơn. Nói chung là sâu, nhện và cánh cứng, rầy xanh đồ này kia, thì bà con chúng ta phun với hai cái sản phẩm mà Hoàng Anh vừa nói là siêu amino sinh học và siêu vật độc, thì nó sẽ tăng hiệu quả thẩm thấu và đồng thời là sao ạ, tăng cái hiệu lực kéo dài nhá bà con nhá. Rồi, những cây ở phía dưới này thì cũng rất là đẹp, anh Nghi quay sao mà cho quý bà con chúng ta thấy là tư duy của anh chủ đầu tư của khu vườn này rất là tuyệt vời. Hệ thống ống nước là không đi hệ thống thường bà con nha, đi hệ thống mắc gấp 10 lần anh vẫn đi, vì anh biết là cần phải điều khiển tự động, thì anh sẵn sàng anh bỏ tiền ra để anh đầu tư một cái tư duy rất là dài hạn, một cái tư duy rất là tự hào về dân tộc. Và con anh muốn giới thiệu những cái sản phẩm cây ăn trái gọi là đặc sản của Việt Nam, có nguồn gốc xuất xứ tại Việt Nam. Trời ơi, em đứng ở đây mà em thấy nó thẳng như cái đường chéo, mà thẳng luôn cả cái hàng ngang, giống như cái bàn chung là nó từ mình nhìn từ bốn mặt là bốn hướng là nó đều là thẳng hàng hết. Thì anh muốn giới thiệu cái nguồn cây ăn trái gọi là
đặc sản của Việt Nam cho tới bạn bè quốc tế Nam Châu. Thôi thấy cảm thấy rất là ngưỡng mộ anh chị, một trong những cái tấm lòng rất là vàng. Và thật sự ra tới giờ này thì anh chị đã vượt qua khỏi cái quy luật cung cầu của thị trường rồi, và anh chị quá trời shopper rồi, nhưng mà vẫn muốn làm nghề nông, rồi vẫn muốn là phát triển vườn. Trời, con sâu lông quá trời đẹp luôn quý vị, và nó đang ăn luôn. Vẫn muốn tạo động lực cho mọi người. Trời ơi, con sâu gì mà thấy ghê vậy, con sâu lông anh hùng. Sâu lông, con này nó đang ăn luôn nè. Đó, phát hiện tác nhân rồi, thánh thần ơi, thánh thần thiên địa ơi. Sao nó con này nó trắng vàng, nó có cái đốm đèn này nè. Giống như cái đầu của con chim. Mắt trời, con này mình phun, đừng ấy anh hùng. Hạ cho nó xuống đi chứ. Kệ nó ra nghe. Con này hồi để vậy hồi chỉ chú thấm, chú thấm thấy chú thấm phun. Nó ăn lá già luôn nha. Nó đang ăn luôn á, nãy anh sẽ thấy nó đang ăn. Con này là nó ăn lá già luôn rồi con, nãy có bỏ cánh cứng thì không ăn lá già, nhưng thằng này là nó quất lá già luôn nè, hơi cực kỳ nguy hiểm, nó làm nó làm hại con gái người ta luôn rồi quý bà con. Nó làm hại con gái người ta còn có mấy lá. Nhưng mà hồi tược mới thì vẫn đang ra. Rồi bà con nhắn nên là sẽ chia sẻ với chú là xịt sớm. Đây là nó ăn tiếp nhìn nghe. Nó đang ăn luôn nè. Nó là nó ăn cái lá của mình, với sữa mình có mũ không? Ăn nó thơm mũ ra luôn nè. Đó, đang nhai luôn á. Miệng nó kìa. Chắc quay gần xíu ba. Ghê vậy ta. Anh đụng vô nó động nó hết nhai rồi, nó co giò rồi. Rồi, những cái tác nhân gây hại này là quanh quay thực tế tại vườn rồi, quý bà con chúng ta lưu ý là phải xử lý sớm nha. Một cái mô hình rất là đẹp về trồng vú sữa tím mica và khu bên kia, hôm nay Hoàng Anh quay trở lại để tiến hành trồng khu thứ hai là khu măng cục. Thái ghép bo, loại này nó cũng sẽ trễ trái hơn vú sữa một xíu. Vú sữa tím mica thì 18 tháng có trái và có bông, và năm thứ hai thì sẽ thu hoạch. Còn cái thằng măng cục thái ghép thì là 2 năm rưỡi bắt đầu có bông, và chúng ta cũng cần thêm 6 tháng, tức là khoảng năm thứ ba thì chúng ta sẽ có nguồn thu nhập đầu tiên. Nhau mọi con nha. Rồi, một lần nữa cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại quý bà con chúng ta trong những video tiếp theo. Mới quắc quắc anh Nghi lại coi con gì nó lùng nhùng ở trong cái ấy. Rồi, cảm ơn quý bà con chúng ta và hẹn gặp lại quý bà con chúng ta trong những video tiếp theo nhé.